Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ayo, hello tất cả các bạn ơi, chúng ta quay những cái sản phẩm vui quen và chào mừng mấy anh đã quay trở lại với channel của Zero Official cùng với Noob Ruby. Ok, các bạn như là mấy bữa nay thì anh em có vẻ khá là nhớ Ruby đúng không anh em ơi? Tại mấy bữa nay toàn quay video mình, rất là buồn lắm anh em ơi. Hôm nay mới lấy được cái bản mặt của Ruby nè. Mấy bữa nay bà già đâu vậy? Đâu kể tôi đây. Trời ơi, đi bỏ quay đâu mình cãi anh em mà cãi sao được. Trời đất ơi, mấy bạn khán giả trên kênh anh mấy bữa nay hả? Kiếm em gần chết luôn, tưởng đâu hả là anh đuổi em rồi, tức là không làm việc với em nữa rồi kìa. Nói câu công bằng anh coi. Không, tại vì làm gì với anh bắt em chơi mấy gì đâu không à. Ôi chơi đâu, chơi đâu trời. Tính ra là mình không hề bắt Ruby chơi những cái vô lý. Ngoại trừ hả mình gọi là rủ Ruby chơi nào là bắt cua siêu khó này, với cả là những cái chế độ game mà gọi là jump scare mà kiểu siêu đáng sợ horror rồi đó. Rủ chơi cái gì đó thôi à, mà kêu you đó không là vậy. Ừ, cái này gì anh? Cái này là cái nút để bấm vô game á bà già. Em bấm được không? Không. Biết sao không? Sao? Bởi vì... Vậy thì quảng cáo bắt đầu. Ok ok, yo. Và chào mừng các bạn đã đến với tựa game Người Anh Em của Siren Head, hay còn gọi là Super Head anh em à. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái đèn pin. Nhiệm vụ trong game này của chúng ta là... Ơi anh lên ngồi chung được không? Không, này xe của em. Ủa, ê vậy thôi mình đổ vô bên này mình sửa xe vậy thôi hả? Mình vô mình làm ngàn ngàn người sửa xe hả? Chạy oh my god. Con đó là con Suzuki Pocket anh em à. Cái con này là một người anh em của gọi là Siren hết anh em ơi. Oh my god. Gì vậy, đủ chơi gì vậy? Được rồi, thì trong lần này chúng ta cần phải đi kiếm cho mình 3 bình xăng cũng như là một số món đồ cần thiết để chúng ta có thể sửa được cái xe. Ở đầu video đó anh em à, đó tôi chưa kịp review cho anh em coi cái video luôn. Nó báo sao giờ là phải chạy gần chết luôn rồi má. Vô viên, ủa bên đây có cái gara nè anh. Đâu gara đâu? Ừ, cái này người ta gọi là cái lều chứ không phải cái gara bà nội. Trong đây có gì không? Không có gì hết anh ơi. Đi ngược về, đi ngược về, đi ngược về, đi ngược về. Ngủ đâu, ngủ đâu? Em nè. Ê, nó làm gì mà đâm giờ em thấy nó cũng dễ thương á. Em lại gần nó thử đi. Em lại gần nó thử đi. Em thấy nó dễ thương nè. Ngủ đi rồi anh em ơi. Đó, dễ thương không mà già, còn dễ thương không ơi, nó tới được kìa. Con này có phép dịch chuyển các bạn ơi. Con này ghê quá à. Mình thấy một cái nhà đằng kia em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đi vô cái nhà đó. Ủa cô đâu ai? Em nè, không có đèn pin đâu đây. Bên đây, bên đây. Rồi bây giờ là chúng ta phải đi tìm bình xăng các bạn ơi. Không biết bình xăng nằm ở đâu đây nè. Trời ơi, nguyên một cái khu rừng bự vậy. Nó kêu mình đi tìm bình xăng rồi quậy trưởng. Giờ tìm xăng ở đâu mà tìm xăng chi trời. Em hỏi anh hỏi ai? Đốt nó hả? Đốt em á chứ sao đốt nó được. Em lại gần á, em thấy có lại gần được đâu mà đốt nó. Mẹ ơi, xin lỗi không biết rồi. Vậy hả được chưa? Anh tìm được một bình xăng, anh tìm được một bình xăng rồi. Ôi, giờ phải đi tìm nữa hả? Chứ nó đang được theo mình với mình. Đâu, nó đâu. Anh hiện tại nó đang không có gần. Yên tâm anh em mà, cái con này giống Siren hết anh em mà. Mỗi lần nó gần chúng ta, nó sẽ nghe cái tiếng hú 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 thì chúng ta sẽ biết là nó gần. Bình xăng nữa, bình xăng nữa, bình xăng nữa. Đúng rồi. Một bình xăng nữa nè. Ủa, bao nhiêu bình mới đủ? Vậy là chúng ta đã có 2 bình xăng rồi. Anh biết nữa, nói chung cứ đi kiếm thôi. Em biết chị ông Ngưu hoặc các cái xe đạp hồi nãy ở đầu ở ngay cái khúc đầu á, là cái xe đạp để mình đi á. Xong em chạy, xong em giục luôn. Mà giục như thế nào chạy? Biết đâu, chạy xong nó chết. Ông bà giờ chúng ta dạy rồi nên là muốn giàu là phải tiết kiệm. Còn bà Ruby là bà tiết kiệm bằng cách bấm mua xe đạp xong bánh đi giục nha các bạn. Em biết có cái liều đỏ bên đây nè anh ơi, tạm biệt anh. Que ơi, trời ơi, trời, anh em với nhau gì đâu mà đi không chạy như vậy. Ui, ế định như khu vui chơi phải không anh? Vui chơi cái đầu em á, trời ơi, em thấy cái tháp tín hiệu em kêu vui chơi, mày đu nó mày chơi hay gì? Có bình xăng nè. Đâu, 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 u ba bình rồi. Nè, anh lấy đây. U ba bình rồi. Sao bà không cầm đi, bà đưa tôi. Lấy đây, cầm đi, lỡ như em có ngẫm mè thì anh còn giữ được. Ôi, sao bà nói xui quá à, tôi nghĩ là bà không có ngẫm đâu, bà chỉ cần đi theo tôi thôi, còn lại tất cả mọi thứ tôi lo cho bà, đừng có lại gần hơn Siren hết là được. Bây giờ là mình tìm bình xăng, hình như là 4 bình xăng, với cả là thêm một cái món dụng cụ đó để mình sửa cái máy nạp điện đó anh em. Sửa cái máy nạp điện cho cái chiếc xe, sau đó mình sẽ mặc nạp điện cái xe đó anh em à. Oh my god. Đây có cái rương gì nè, đây có gì anh em? Cái gì vậy? Đồ sửa nè. Đâu anh? Em lấy những cái nữa. Em cầm đồ sửa xe đạp á bà già. Ôi, có bán đồ nè. Ê, xe đạp nè. Xe đạp, lấy một chiếc chạy đi đây. Ê, xe đạp bị chạy bánh rồi. Ủa? Ok, mình còn thiếu một bình xăng. Hiện tại mình đang ở đâu vậy? Ê, tôi nhìn bản đồ mà tôi không biết được hiện tại nó đang ở đâu luôn á bạn. Mấy tốc độ chạy xe đạp như tốc độ chạy bộ vậy? Ngồi đi, vậy vui mà, nó mới vui với em, mới vui nha. Ngồi anh đi bộ đi nè, anh đi bộ đi, em đi xe đạp nè. Bây giờ
giờ cần tìm một bình xăng nữa nè. Ơi thấy rồi, ơi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ủa bên đây là gì hả? Ủa bình xăng này, bình xăng này, bình xăng này, bình xăng. Ủa cái chỗ này chỗ nào người ta, mình mở này mình vô được không ta? Thì tất nhiên là không rồi anh. Gôn phụ anh một tay nâng nó lên. Hi. Tao nâng được cái này. Lúc nào không nâng được thiệt. Tôi chưa thấy nó nằm đâu, nó đi đâu rồi anh, đi chơi gì vậy? Ai biết, giờ về thôi chứ đi chơi gì nữa. Giờ có bình xăng rồi nè. Oh my god. Ê. Trời ơi, đây chạy xe đạp đứng. Cười. Cười. Cười, cười nó đi, sao cười nó đi. Vô ghen. Trời ơi, trời ơi. Đang chạy xe đạp gớt cái bánh trước là su cà na lắm luôn á mấy bạn. Ai bây giờ mình có cái bình xăng thứ tư là vì mình sẽ đạp cái bình xăng này vô trong cái xe này. Rồi mình sẽ bắt đầu mình công cuộc đi về nhà anh em ơi. Oh my god. Trời, tiếng gì vậy? Ê, hình như phải kiếm gì đó đi sửa cái này á Gu ơi. Cái này bị hư hả? Vậy kiếm gì sửa vậy? Ai biết? Ê Gu. Vậy? Hình như hồi nãy ăn phá gì không? Sao giờ mình phải đi tìm lại từ đầu rồi? Đâu có đâu, nãy em đập cái anh nhớ rồi. anh đổ cái bình gần đây rồi mà sao bây giờ nó trống trơn rồi bà già? Không, tại nãy em tưởng sửa được, lấy cờ lê xe đạp vô em sửa giùm nhanh á. Trời ơi, rồi bà lấy đồ chưa? Đồ vậy nè, có lại đi ơi, trời ơi, sợ vậy. Ui ôi, còn giờ mới đi tìm lại nữa hả, mệt quá vậy. Chứ còn gì nữa, ai biết nãy bà phá cái gì á, giờ nó không còn cái bình xăng nào ở trong đó luôn nè. Anh kiếm được một bình xăng ở chỗ cũ rồi nè. Đây, bây giờ hình như là mình phải đi kiếm tận 5 bình xăng là anh em ạ. Bỏ xe đạp chạy. Ủa, Gu đi luôn hả? Đi luôn anh. Tại đang đạp chạy dưới đường ấy, xe đạp xích cái bánh. Trời ơi, giật cảm ơn các bạn ơi. Trời ơi, con chị là đấy, nó xuất hiện bất ngờ thiệt luôn á. Bây giờ nè, nhất định anh với em phải thoát qua được chỗ này. Phải kiếm được bình xăng, ok? 5 bình thôi, cố gắng 5 bình thôi là được. 5 bình á? Ừ, 5 bình thôi là ổn. Chạy xe đạp mình yên tâm rồi, tại nãy mình bị lủng bánh rồi à. Đúng rồi. Vậy vô đây. Làm gì hả? Vô đây trốn chứ làm gì? Trốn đường ba. Ai biết. Ê, đi cái gì đây? Ê, Gu đâu? Gu đâu? Em trốn trong nhà rồi, nó đứng trước cửa nhà nè. Ê, đi ra sau nhà Gu ơi. Em đang đứng trong mọi góc. Tìm xăng đi, bây giờ anh sẽ đi tìm 3 bình, em đi tìm 2 bình, ok? Trời ơi các bạn ơi, con Siren Head này nó dịch chuyển tức thời rồi, nó dùng những cái chiêu kiểu hỏa độn, ảnh độn rồi đó anh em, mà ghê thiệt sự luôn á. Bây giờ mấy bình xăng. Ôi em thấy một bình đây nè. Ngon. Ê, anh nghe tiếng nha, Gu ơi, chạy nha bên chỗ em á. Anh nghe tiếng nó ở xa, nghĩ là bên chỗ em á. Ôi nó sau lưng em mẹ kìa. Ủa nó biến mất rồi. Đi. Nữa kìa. Được một bình xăng rồi nè. Nếu như được thì em lấy xe đạp em chạy đi ơi, anh thấy nó trước mặt rồi. Hình như dịch chuyển đi rồi. Ê ba nội mày, là mặt của ba mày, cho nó dịch chuyển trước mặt luôn. Thì nói em thấy rồi, nó dịch chuyển ghê lắm. Ui trời ơi, con này chơi kiểu ảnh phân tâm chi thuật rồi các bạn ơi. Vô nhà đi anh ơi, vô nhà nó không có làm gì được anh á. Anh vô nhà ơi. Ờ đi kiếm bình xăng, xăng được 2 bình rồi, 3 bình nữa thôi. Ô anh thấy em rồi nè. Đi tìm đi anh ơi, nãy giờ em tìm được có 1 bình không, mấy cái bình còn lại nằm đâu vậy ta? Biết nữa, từ từ, hình như nãy giờ mình toàn tìm vòng khu này à. Bây giờ. Ê! Chạy con đi quỷ anh ơi. Con quỷ này biết chạy không ơi? Nó biết chạy mà, để nó bị cùi anh. À, nó chạy nhanh quá. Thì đó. Bỏ xe đạp chạy. Núp trong mấy cái liều này chắc là nguy hiểm á. Holy shit. Nữa sao mày dính tao hoài vậy, mày qua mày dính của Bi đi. Vô viện cố gắng đi, trời ơi em đang tìm cho anh nè. Trời ơi các bạn ơi, cái việc mà đi kiếm mình xăng nó khó quay trưởng luôn em mà. Trong nguyên một cái khu rừng, nguyên một cái khu gọi là khu này tốt biết khu gì nữa anh em, mà hình như là khu gác đêm khu rừng hả. Ừ, trong nguyên một cái khu rừng to chặt má lửa vậy nè, tao bắt tôi đi kiếm 5 bình xăng à, quay đạn thiệt. Trời ơi, nãy giờ là anh em tụi tôi chỉ mới kiếm được có 2 bình thôi à. Ôi ôi, bây giờ mình cứ đi theo con đường mòn là mình sẽ tới những cái lều nè anh em ạ. À, mình thấy một cái lều ở bên kia rồi nè. Gì vậy, vậy? Em ấy nè. Ủa nó dịch chuyển. Chạy. Ui, nó dịch chuyển qua chỗ anh nè.
làm được mà. Chạy vô nhà. Ồ, ở đây anh có thuyền cô ơi. À! Thuyền gì? Ui, đèn bên chỗ anh. Sao nãy giờ em vẫn không thấy bình xăng nào chứ vậy ta? Đâu có bên chỗ nào á, anh không có con bình rồi. Chạy. Lên thuyền. Lên thuyền được không? Ui, lên thuyền không được, thuyền này hỏng rồi. Ok, tôi sẽ đi qua bên đây đi, tôi kiếm coi cái bình xăng nào bên đây em nha các bạn ơi. Ok, okay, em tìm được một bình xăng đây nè. Thấy một bình xăng rồi. Ôi ơi. Oh shit, nó dí anh. Dí anh phải không? Không dí em phải không? Ok, em chạy. Oh my god, bên chỗ anh không có bình nào hết, trời ơi. Tôi kêu tôi kiếm ba bình mà tôi tìm mới được có một bình nè. Ôi, sao em tìm được một bình nữa nè. Oh my god. Ui. Nè một bình nữa nè, sao em thấy hoài vậy? Không biết. Ơ à, như nãy à, em nè như... Anh ơi, em biết sao em kìa. Ơ à, trời. Holy shit. Bốn bình đến ơi, một bình cuối rồi anh ơi. Chạy vô nhà cô ơi. Ôi nó đang dí. Cô vô nhà. Thế rồi. Em được ba bình rồi nè, được mấy bình rồi. Ui, thì anh được một bình nè. Bốn bình rồi. Còn một bình nữa phải không? Ừ, còn một bình nữa mà nó ở ngoài sao rồi đi. Ôi, đứng ở ngoài kìa anh ơi. Trời ơi, nó vẫn ở ngoài kìa, đi vòng vòng ngoài đây nè cô. Đây nè. Ê, mình mà đứng sát là nó quýnh mình luôn anh. Ừ, mình mà đứng sát là nó cho mình đi rồi là mấy trăm vòng luôn á. Ôi, sao nó hiện ra ngoài vậy? Bây giờ em với anh phải chia ra, nó bây giờ, mất được. Bây giờ phi ra ngoài nha, 1, 2, 3, chạy. Bye bye anh. Sao em không đi? Cho nó rượu kêu anh đi, anh đang làm mất phương hướng ở đây. Cái đứa nó canh em luôn rồi kìa. Vậy hả? Yeah. Ê, còn mình sang cuối cùng khó ta. Cái thứ cuối cùng mà mình cần phải tìm luôn là cái thứ khó tìm nhất luôn á, thật sự. Rồi, để tôi quay lại. Tôi qua làm mấy cái lều tôi tìm thêm một lần nữa. Nãy tôi nhớ là mấy cái lều này tôi tìm được một bình xăng nè. Cái chính ra là anh bảo em tìm hai bình xong giờ em là người tìm ba bình đúng không anh? Ok, em tìm bình thứ tư luôn á. Trời ơi. Ê, nó sau lưng em kìa. Oh my god. Chạy đi em, đừng để nó bắt. Còn đúng một bình cuối cùng luôn rồi anh thân. Ê, giật bình cái đời. Trời ơi, nó xuất hiện trước mặt anh cách đúng ba block luôn á. Ê, cứ vô từ giờ là quát lên em ơi. Chị ra đuôi. Trời ơi, hồi nãy tôi cứ tưởng là nó đi chậm anh em, nhưng mà không, nghe nó chạy siêu nhanh luôn các bạn ạ. À. Ê, bây giờ tôi mới biết được sự đáng sợ của nó nè anh em. Mà nãy giờ tôi cứ tưởng đâu đó là một cái con rất là chậm chạp, nhưng mà không, nên nó siêu nhanh luôn á anh em. Hồi nãy nó chạy anh em mà quái đạn đi. Trời ơi, anh em so với cặp dầu tôi, cặp dầu nó đi. Nó người mẫu tôi người mẫu 1m7, nó người mẫu 5m1. Sao mà nó giờ nó chiếm tôi. Ê, tính ra em hiểu rồi anh ơi. Mỗi lần nếu mà mình tìm được bình xăng nhiều nó sẽ rượt theo mình hay gì á. Oh my god, từ anh em. Mình chỉ cần có bình xăng nhiều trong người là nó sẽ rượt theo mình á. Đây, anh đang tìm ở túp lều đây. Tìm lẹ đi anh, em muốn thoát khỏi đây. Em muốn ở đây, hiểu không? Ê, tôi cũng đang tìm nè, làm như tôi không muốn thoát vậy á. Trời ơi, cái con này dí khó chịu quá à. Nhưng mà, ê, nó mới dí em á anh. Mình chưa dí anh phải không? Mà mình đã dí anh. Rồi, mong gì không mong, sao mày mong vậy? Cho có cảm giác đi. Ok các bạn ơi, các bạn có muốn si rình nè, bỏ dí ruby dí tôi không? Thì anh em đừng quên bấm subscribe nha các bạn ơi. Nếu các bạn bấm subscribe nhiều hơn like thì si rình sẽ dí mình. Còn nếu các bạn bấm like nhiều hơn subscribe thì si rình sẽ dí ruby nha các bạn. Ok, tôi nói gì thôi, chứ tôi thấy nó dí tôi rồi má ơi. Trời ơi, em đã tìm được một bình xăng đấy rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ giúp đỡ anh khỏi chỗ. Ừ, hình như kiếm được một bình xăng là tôi sẽ xuất hiện á. Sao vậy, em kiếm bình nào chứ? Giờ em kiếm được một bình rồi nè, hai bình rồi đó. Nó chạy rồi, cắm đầu chạy, đừng quay lại. Ừ. Ôi ơi, mỗi lần em cầm bình xăng càng nhiều thì nó sẽ chú ý em càng nhiều. Oh my god, từ từ để tôi đi qua bên đây tôi coi, có chỗ nào bên đây có bình xăng không? Anh lại nghe tiếng nó kêu rồi nha cô. À đây, một bình xăng. Ồ, trời ơi, sao anh tìm được bình xăng nó được em vậy? Từ từ, tôi thấy bóng ai đó vừa nhẹ nhàng dục qua đây anh em ạ. Sợ vãi, con này thoát ẩn thoát hiện anh em ạ. Như một hồn ma đích thực. Yeah. À, nghe tiếng đó nha. Nghe tiếng. Trời ơi, nó kéo bên em kìa. Ủa sao em ơi. Ủa em nghe tiếng mà sao được em vậy? Tôi thấy tôi bắt đầu tôi chạy tôi mỏi chân rồi nha, tôi đau đầu tôi chóng mặt, tôi muốn panadol rồi đó anh em ạ. Nãy giờ anh không tìm được bình thứ hai luôn hả? Ừ. Ơ, nữa giấy tao. Hình như bình xăng bị đem giấu chỗ khác rồi. Hay là cái con nó nuốt rồi anh.
Còn nó nuốt xăng làm gì? Mua lửa hả? Nó đâu phải viên xiết đâu mà đi thổi lửa nuốt xăng bà già. Thì lỡ như nếu có làm sao đó thì cứ tưởng tượng vậy đi. Á đồ, 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 á đồ. Nó thổi lửa vô mặt em rồi đúng không? Mình phải không ta? Giờ không thấy hướng tệ, mỏi chân quá anh ơi. Đứa trời ơi, nữa kìa trời ơi. Ê, đứa ngược anh phải không? À, không, đứa ngược em kìa. Ừ, hay quá. Không, à, anh đây không thấy đó nha. Đứa đang ngược em nè. Ôi, mình thấy. Săn dấu kỹ trời, anh đi. Từ từ, anh đi hết cái khu vực ngoài rìa luôn rồi á. Ê, từ từ, nè. Quay lại khu vực map, quay chỗ nào mình chưa đi. Exit ở đây. À, mình đang ở storage. À! Vô nhà, vô nhà. Bỏ xe đạp chạy. Ngược em à anh ơi, ngược em. Xe đạp đạp trên đường mòn nhanh lắm cô ơi. Thì nó xe đạp trên đường mòn nhanh mà. Nhưng mà đạp trên đường đất nó chậm ghi à. Bỏ xe đạp chạy. Bây giờ, tụi tôi phải làm lại từ đầu hết em à. Đây mình kiếm được một bình này nè. Ôi trời ơi, nó đang ngược em. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để mình coi. Em đang bên chỗ mấy tấm liền màu đỏ hả? Không có, em không biết đang chỗ nào anh. Bà nhìn vòng vòng mà coi coi. Chỗ có nhiều cây á. Chỗ nào không có cây nè, cái rừng mà bà kia chỗ có nhiều cây. Mà chỗ mà có mấy cái liều á. Liều đỏ đúng không? Không, liều vàng. Vàng. Ủa đây có chỗ nào liều vàng ta? Là liều vàng đó. À rồi, em lấy được một bình rồi, ok. Một bình đó. Ok, ngon. Anh lấy được thêm một bình nữa nè, lấy được thêm một bình nữa nè. Có khi nào nó dí em không? Sao dí em được? Nó mới dí em mà. Hôm nay giờ nó dí em hoài vậy. Ừ thì hồi nãy nó dí em không à? Thì giờ nó hết dí rồi anh. Ừ nó dí em biệt rồi, dí em biệt rồi. Chạy đi em. Chạy đi em. Sao dí em hoài vậy? Trời ơi, nó dí anh hoài. Dạ, giờ nó mới chuyển qua anh nè. Chứ nãy giờ dí em chán chết. Ừ sao nó dí em, nó đi bộ, nó dí anh, nó chạy vậy? Sao em biết được? Tại anh nhiều bình xăng hơn em có bình nhiều. Ôi hai bình chứ nhiêu? Thì anh hai bình là anh nhiều hơn em mà đó. Ừ, hén hai bình là nhiều hơn rồi. Rồi xong rồi nó chuyển qua dí em anh ơi. Rồi sao đi chậm quá vậy? Trời ơi, nó dí em đi chậm gì á. Nó dí em chạy bộ luôn. Tại vì em là người may mắn anh hiểu chưa? Rồi xong rồi nó chuyển qua dí em anh ơi. Rồi sao đi chậm quá vậy? Trời ơi, nó dí em đi chậm gì á. Nó dí em chạy bộ luôn. Tại vì em là người may mắn anh hiểu chưa? À nhìn nghe tiếng kêu nữa kìa cô ơi. Ở đây tìm được một bình nữa nè. Một bình thôi. Ok, một bình nữa. Nó sát em rồi, nó kế bên em luôn rồi. Chạy đi em. Đang cố chạy nè. Cố quá là hành quá, cố đó anh. Như tức liều đỏ hờ, không hay có mấy cái bình phải không ta? Đó, hồi nãy anh kiếm được một bình ở đó. Sao giờ còn một bình cuối cùng là không bao giờ tím được vậy ta? Ê, có tiếng nha. Nó gượt theo em nha trời ơi là trời. Được em hả? Không có, em không thấy nó, chị thấy nó. Ủa nó gượt em nhưng mà nó đi bộ. Nó đi bộ, may quá. Chạy đi, mày cắm đầu mày chạy đi. Không xíu rồi nó chạy, nó dí bất ngờ bây giờ. Sao cả, tin em đi, em làm được. Còn một bình cuối là chúng ta hãy chạy thoát khỏi đây rồi anh em ơi. Nó gượt anh chứ gì, gượt anh chứ gì. À, nó gượt anh còn đoạn ngắn nó biến mất rồi. Ê, nó kêu, ơi, dí anh. Trời, chịu một tí đi. Nó dí sát dữ vậy. À, hình như 4 bình là đủ rồi cô ơi. Đủ chưa, dắt chưa? Đủ rồi, về, chỗ chiếc xe. Ui, con tự đường hết là dí anh kìa. Ê, như là em ở xa anh lắm luôn á. Thấy cái cáp treo không, cái đường dây điện á. Hay, đang đi tới nè, yên tâm đi, đang tới. Ừ, em đi theo cái cột dây điện đó là tới à. Nóc nhà tôi kia mà. Ê, đây nè. Em đi. Giờ sao? Đây, đổ xăng vô bình này, Qua đây. Bình này hả? Đổ xăng vô. Rồi. Lên đi ơi. Đây. Thốt thượng vậy? Ai biết hơi xui. Ê, nó không có dí mình đúng không? Không có ai nó dí cho mình đâu. Ok, chạy tới đường ra. Video đây cũng đã kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video cuộc chạy trốn của Siro và WB thoát khỏi Super Helen.
Nếu các bạn thấy video này nhớ nào thì đừng quên đây là một like, một share cũng như là một lời nhận xét của các bạn ở bên dưới cái phần bình luận để cho mình biết nha. Và đặc biệt đừng quên coi mấy nhậu mình là nút cái bên đây các bạn ơi. Còn bây giờ tất cả các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.